Sim. Đây, ôi. Wow, có thêm cái màu nhìn đẹp quá. Không có chả nữa, chị nấu chả bên trong luôn kìa. Hai da heo, da heo. Đó. Hello, morning Hùng. Morning gì? Mới sáng bao giờ nghe ăn cái chén nhỏ xíu vậy hả? Tại vì em không đủ bụng để ăn món này xương xương chán bụng á. Lát nữa tới chị rồi cái em sẽ có sức để ăn tiếp. Đây là cảnh đường xuống dốc ở Đà Lạt, giờ đang kẹt xe. Thanh Long nè. Giờ đang kẹt xe, mình đi giữa dòng xe luôn. Mình đang đợi bác tài xế ở dưới đây. Đường phố Đà Lạt. Ai cũng mặc áo khoác. 1 hour later. Chào mừng cô chú anh chị các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Phan Thế Hùng đây. Mình đang có mặt ở ngay chùa này là chùa Linh Phước, hay còn có tên là chùa Ve Chai. Tại sao nó có tên là chùa Ve Chai? Cả nhà có thể thấy được là từ xa đây là một cái như một cái ngôi miếu vậy á. Nhưng mà khi lại gần đi mình sẽ thấy cái điểm đặc biệt của nó. Đi nào. Đẹp quá anh ha. Bồ câu nó bay gần người lắm. À, đẹp quá. Ở bên kia là theo như mình nhớ là nó luôn đi qua đây. Dương thấy điểm đặc biệt chưa? À, nó là mấy cái chén mà bởi kìa phải không anh? Đúng rồi, những cái chén như mình sứ mình sành bể nè, mấy cái chén nè, mấy cái ly uống nhậu uống rượu nè. Người ta gấp lại thành một cái ngôi chùa rộng bự như vậy, đẹp không? Đây. Ở trong đây là như nói có một cái bàn xoay. Không biết là có tới lượt mình không. Cái này là khối hồng ngọc dài 3m4, rộng 1m7, cao 0,57m và nặng 14.000kg. Đẹp không? Đẹp quá anh. Nhìn giống như thật vậy á. Đây là mô hình nhỏ nè, còn bên đây là mô hình lớn hơn. Anh em có thể thấy được những cái tóc ha, người ta cấy vào. Thì trước khi mà mình xoay, mình giới thiệu cả nhà một cái là đây là cái bàn mà khi mà mình đặt nhẹ hai bàn tay lên nè, nhắm mắt tập trung mà mình suy nghĩ nha. Mình suy nghĩ đó, quay theo hướng nào thì sẽ quay theo hướng đó. Bây giờ như làm trước đi. Em làm như làm được đúng không? Em làm nhiều lần lắm rồi. Nói chung là xoay xong rồi em làm cũng hơi chóng mặt. Em làm trật tự bàn dễ xoay. Nhẹ tay lên, nhắm mắt tập trung từ từ. Thank you.
ngày tôi xay. Lấy này nó xay không? Còn bên em không. Đầu anh có thể là thiệt là ấy á. Quay mình sẽ kêu anh cái này. Nói chung là anh phải tập thiệt là tập trung á. Mình nè. Cái này quay mình sẽ kêu anh em chưa có làm được. Tập trung dữ lắm. Đợt em đi mấy lần trước á, em làm được. Mà xong rồi người nó mệt á. Dũng muốn thử không? Lát em thử. Cái này em nghĩ là em như mình phải suy nghĩ gì một cái gì đó. Nãy anh phải dùng lực, anh phải dùng lực nó mới chạy á. Anh không dùng lực nha, không dùng lực. Nói chung là niệm Phật xong rồi anh phải tập trung, thiệt là tập trung theo cái hướng của anh đó. Chứ giờ anh dùng tay anh đẩy cứng ngắt luôn, không tin đẩy thôi. Anh đẩy cứng mà anh thấy em rất là nhẹ nhàng luôn phải không? Nè em đặt tay lên nhẹ nè. Đó, anh đẩy đi nó cứng lắm. Anh đẩy thì nó biết mình đẩy liền à. Tại cái tay mình nó trơn á. Còn anh thấy em để cái tay nhẹ nhẹ mà đẩy đi không? Anh ơi, mình mới vừa bên bàn xoay qua thì bây giờ mình ra đây là cái lối này là xuống 18 tầng địa ngục. Nhưng mà cái 18 tầng địa ngục này ở trong đây là sẽ có mấy người ta đọc á, kiểu như từng tầng là sẽ có những cái tội gì và sẽ bị làm gì. Nó ồn mấy cả nhà, với lại đi rất là dài. Thì thôi mình xin phép mình sẽ lên đây để mình cho cả nhà coi cái tuồng của Phật Bà đúng không? Dạ, kỷ lục thế giới anh. Kỷ lục thế giới luôn. Dạ. Là được kết lại từ cái gì? Hoa bức tử á, hoa cúc hoa bức tử á. Rồi, đi. Giờ mình sẽ dẫn cả nhà qua bên khu vực của tượng Phật Bà Quan Âm. Đi xuống, nhanh lên. Hết hồn nè, sẽ hết hồn. Okay. Bồ Tát Quan Âm làm bằng hoa bất tử. Đây hình như là người ta sẽ vào trong đây để người ta vái đúng không Như? Dạ đúng rồi. Rất là đây rất là linh thiêng luôn. Bao nhiêu cái không biết là bao nhiêu. Để coi nào, đây có ghi nè. Đây là lạc kỷ lục thế giới luôn. Đường cao 17m, nặng 3 tấn và được làm từ 650.000 bông hoa bất tử bởi 30.000 nhân 600 Phật tử và làm trong 36.000. Cái này kỷ lục thế giới luôn á. Nè mình quay gần sẽ thấy cái bông hoa. Hoa này là nó cứ mãi như vậy, nó đâu có héo đâu ha. Dạ đúng rồi, hoa bất tử anh. Bên khu vực này thì còn một cái chuồng và có những cái lối để đi lên nữa, nhưng mà thôi chắc mình xin phép mình quay tới đây thôi. Giờ mình chụp hình cả nhà ơi, mình chụp hình rồi mình tiếp tục lên đường đi. Nhà ơi, ở trong đây là sẽ có những bức tượng Phật, tượng này lớn hơn á Dương,
Tượng này là kích cỡ của người luôn á. Rồi bằng sáp cả nhà ơi. Được cấy tóc luôn á. Rất là giống. Mỗi khu là sẽ có một người ngồi. Giờ mình quay sơ qua cái quang cảnh ở dưới 18 tầng địa ngục cho cả nhà coi. Đây lối vào nè. Được á em. Đây là ngu gì? Không phải, ngu đầu mã Việt. Hả? Không phải, ngu đầu mã Việt là hai người canh cửa cổng địa ngục của em. Đây là lối bước vào cổng địa ngục nè. Rồi đi. Vào đây thì có một số bạn sẽ sợ nên mình cân nhắc trước khi vào. Trong đây sẽ có những cái cảnh mà được làm mô phỏng lại thôi. Wow. Đây. Trên đây nó có những cái chữ viết bằng tiếng Trung Quốc. Bị cắt lỗi, lè lỗi ra. Đây là bị gì? Đây là quỷ nè. Đây là những người chết xuống địa ngục. Đây là kiếm thù đao sơn ngục. Rộng lắm á. Đây có những bức tranh nè. Những bức tranh rắn ăn. Rồi đang bắt ăn cái gì nè cả nhà. Đây là chắc là bể dầu à. Gai à, trong gai à. Đâm vào người. Vào đây thì mình sẽ thấy những cái tội á. Nếu có thời gian mình đứng lại mình đọc. Mình đọc những cái tội đó để mình sống ở đời mình không có làm gì sai trái. Cung thập điện Diêm Vương. Diêm Vương phán xét á. Nơi Mục Liên gặp và cứu mạng. Mới đầu mình tính không có đi, nhưng mà Dương Duba muốn đi coi thử cái nha. Mình cho Dương thấy luôn. Cái này là giống như đội đá cả nhà ơi. Hình phạt này là đội đá nè. Đó, có những người đội đá. Còn đây là bị xiên lên. Bị xiên lên.
Wow, đây những bức tranh nè, bị sách lên vác đi cân hả? Cân cua, hình phạt cua nè. Nghe cái tiếng dưới cõi âm vọng lên. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Ăn cắp, ngoại tình, bất hiếu, rất là nhiều tội em ơi. Chẳng hạn như mình khẩu nghiệp là sẽ bị tiêu quái rồi bị cắt lưỡi của mình. Đúng rồi. Nên mình sống ở đời mình nhớ sống tốt nha mọi người. Wow. Có một liên cứu mẹ đúng không ta? Đây là à, hình như một liên cứu mẹ á Dương. Một liên cứu mẹ hả? Đúng rồi. Rồi cái sự tích này sao em chưa coi, hay để dịp mở sự tích này coi. Em về em mở coi đi. Có nghĩa là mẹ của, theo như anh nhớ nha, anh không nhớ rõ, là mẹ của một liên á, là bán đồ ăn mà có trộn pha thịt chó vào cho sư, các nhà sư ăn á, cho nên bị đầy xuống tầng địa ngục á. Đi. Rồi, hết rồi cả nhà ơi. Hết rồi. Đây, lối lên. Chúc mừng cho những bạn nào cảm thấy sợ địa ngục vì mình đã ra tới ánh sáng rồi. Rồi. Several months later. Cả nhà ơi, sau khi mà qua ngày hôm sau rồi cả nhà, từ chùa Ve Chai và mình thấy có một quán ăn mà do Như Thăm Ngàn giới thiệu, đó chính là món đặc trưng của Đà Lạt luôn, bánh mì xíu mại. Ở đây là ngay góc bánh mì xíu mại Ri 79 nha, cũng là số 79 Bùi Thị Xuân luôn, phường 2 Đà Lạt đó. Bánh mì xíu mại 79 rất là đông luôn, có không gian ở trong nhà cũng như là không gian ở ngoài luôn. Giờ mấy anh đang bận quá. Đây, ôi. Wow, có thêm cái màu nhìn đẹp quá. Trong đây là cả hàng trăm viên xíu mại cả nhà ơi. Có một chén bánh mì xíu mại đây là bao nhiêu vậy anh? Nếu mình muốn viên là 20, bánh mì thì 2.500 một ổ. 12.500 một ổ. À, bánh mì 2.000 một ổ. 20 chưa tính bánh mì nữa. À, còn mà bánh mì mà kẹp luôn xíu mại thì nó chỉ có 2 viên với lại một bánh mì là 13. 13 à. Đó. Bánh mì với lại 2 viên là 13. Ừ. Còn mà mình gọi chén đó là 20, 4 viên. Ăn một bánh mì là 2.500. Ừ. Để mình gọi được gọi món nha. Đây cái loại xíu mại của anh nè. Đây là có da heo nữa nha cả nhà. Dạ có da heo nữa. Đây là không gian trong nhà nè. Ủa có chả nữa hả chị? Chị nấu chả bên trong luôn kìa. Hai da heo, da heo. Đó. Da heo nấu trong đây nên rất là giòn. Đông lắm rồi cả nhà ơi. Hello, morning home. Morning chị. Mới sáng mà giờ nghe ăn cái chén nhà xíu vậy hả? Tại vì em không đủ bụng để ăn món này xương xương chán bụng á. Oh. Lát nữa tới chị rồi cái em sẽ có sức để ăn tiếp. Nó nghe nó giỡn á, nghe thấy ở đây có vẻ là đông khách ghê luôn á. 6 phần xíu mại. Đó, một phần là sẽ có 4 viên và da heo nè cả nhà. Đó, thử cái nước coi. Ở dưới đây có cái gì nè Hồng ơi? Đúng rồi, em đây cái thích. Đúng rồi. Đúng rồi. Ồ,
con này ngọt quá. Bữa này nó giống đu đủ. Ôi trời, đu xe. Tông xe. Cái đó giống đu đủ quá chị. Ừ. Còn mỡ đó cũng ngon. Ủa bánh mì giòn dữ vậy không? Đây có sa tế nó ăn kèm nè. Có bánh cay không? Dạ ăn luôn. Wow, có thêm cái lá quế cả nhà ơi, đậu quế. Mười điểm. Cái thịt của nó, cái thịt xíu mại này á, nó vừa vừa, nó mềm mềm, tạo cho mình cảm giác rất là đã khi cắn vào, chứ nó không có bị khô. Có cả da heo nữa. Dạ. Bữa nay lạnh lạnh nè. Mà ăn với bánh mì đó là cái sứ mệnh chén nóng này rất là ngon luôn. Do hôm qua Đà Lạt mưa. Mà mình thấy mưa Đà Lạt kiểu có lúc mưa có lúc không ha. Đúng rồi. Dạng như mưa phùn đó. Thì riêng nha cả nhà. Cho nên Nga cùng chị ăn 2 phần thôi. Đến Nga sẽ đi tìm một cái món ăn nhiều hơn. Dạ. 2 phần review của chị ơi, mình ăn sáng ra. Đúng rồi. Người ta sẽ no tới trưa đấy chị ơi. Ở đây có đồ đủ nè cả nhà ơi. Mình ăn theo kiểu này. Em ăn thêm không? Dạ thêm luôn. Không. Nè. Đúng bếp. Đúng bếp ăn. Trời ơi nó cay quá, nó nồng lên. Đúng rồi, nó sặc lên. Rồi anh ở trên được cái chả luôn rồi. Thêm chả, thêm chả. Chả đây dễ thương quá. Gọi điện cho bé Như, bé Như có không? Tới chưa? Rồi à, Như đâu rồi ta? Gọi điện cho Như ơi. Như nào? Như mình. Để đủ Như ăn món này luôn. Dạ. Anh cái giả này bao nhiêu cây ạ? 5.000. Ủa là sao ta? Ý là mình đang giỡn đúng không? Ừ. Đang đợi Như. Đang đợi Như. Về gọi Như chén nè. Mời chị. Đúng rồi, wow. Cảm ơn. Trời cái ớt nó sặc lên mũi em rồi chị Nga ơi, chết rồi. Hồi nãy mới vô kìa, không biết chị hấp vô mà sặc lắm. Dạ. Dạ. Cây ăn sao tới cẩn thận cả nha. Cây không? Sao tới đây cây? Anh ơi bạn em 7 phần luôn. Đây hấp vô đầm nha. Dạ. Bánh mì bị chảy rồi. Bánh mì ở đây đặc biệt là rất là giòn luôn. Đây đây đây. Phần của em kìa. Ủa Như đâu đánh nhanh xuất hiện đúng lúc rồi ta. Đây đỏ lâu rồi. Đây đỏ đây. Em nghe mùi á, em bay tới thì đây là quán của Như giới thiệu mà. Mấy bữa nay mình thử thách ăn nhiều quá nha. Nên sáng mình dậy á, mình cảm thấy là nó chưa có đủ năng lượng để mà mình ăn tiếp. Đúng rồi. Mà dập liên tục, dập liên tục. Nhớ không? Ừ. Ăn gần 30 cái trứng gà nướng đó mới hôm qua, nhưng mà về ổn không sao. Ổn không? Dạ, bụng ổn. Thôi ăn hôm qua thật ra tính là có 20 trứng rồi. Em à? Đúng rồi. Coi như cái chị Nga ăn mấy trứng nè, 7 trứng, 6 trứng vậy nè, rồi mời ngoài 1-2 trứng nữa. Chị Nga ăn hết 11 trứng của Nga rồi. Ờ, em ăn lúc đầu là ăn mấy trứng review, sau đó đi ăn thử. Dạ. Yeah. Lúc đầu ăn trứng gà, nghe nói rồi trứng gà nướng nó nặng lắm rồi, không tin. Đó, trứng nước thần thánh. Rồi. Đây. Bánh mì giòn. Khi mà mình ăn đó là làm nóng bánh mì. Có nước súp nữa nè Hùng. Wow. Sáng mà uống cái nước này là đỉnh của chóp rồi. Đỉnh của chóp. Ờ, cái ly nào ngọt. Nóng. Ở đây á, cả nhà biết không, rất là đông nhưng mà mấy anh chị phục vụ á, cho tụi mình nó rất là tận tình nha, rất là điềm đạm nhẹ nhàng. Em cảm ơn nhiều nha. Dạ. Như nó này giống diễn viên không? Anh giống diễn viên
Gì? Bùi Tống Hào hả? Bùi Tống Hảo ra. Bùi Tống Hảo. Đẹp trai nữa. Wow. Trời ơi, nhìn cái chén bưng ra đã vậy. Cho một bàn bên đây. Đây em đùi. Rồi, cảm ơn em. Đó. Vậy thì đúng đúng là Đà Lạt rồi. Ai coi clip có muốn đi Đà Lạt không? Dạ để em bưng đi nha. Sài Gòn đây rất là oi bức. Anh chị cho em 10 chén ướt xíu nha. Còn chừng chừng dạ, dạ. Mà không lên Đà Lạt để thưởng thức bánh mì phí này bánh phí. Và ăn bánh mì chảo, ăn bánh mì chén nè. Cái chả lùng lùng dễ thương vậy. Ừ, cái chả rất là chắc. Còn đá không? Nước đi. Vào nước nóng bấm nha. Chấm thêm nước thêm gì thêm. Dùng bây giờ sao làm ba. Nè, mình gọi một chén như vậy là 20 nè. Xong rồi mình gọi thêm ổ bánh mì là 2.500. Đó, cứ vậy mà tính tới 22.500. Dạ. Tiếng nó mần, bây giờ nghe có rưỡi nữa. Đó. Đúng không? Đúng rồi chị. Đây, để mình làm cho bác tài xế một ổ. Không giỡn thôi. Lát mình sẽ được làm cho bác tài xế một ổ sau. Rồi chết nó ra. Dầm nó ra hết trơn. Chứ mình để nguyên là mình gắn vào nó không có đều. Anh đi là anh biết cách ăn. Thôi cái giả vô luôn. Cái này phải 2 viên. Em một chén. Chị Nga thêm chén nữa hả chị Nga? Ồ, ngon quá. Ngon quá trời, cuốn quá rồi. Lúc đầu chị Nga chỉ nói là chị Nga một chén thôi, mới chị Thanh nói 2 chén. Ồ, một ổ nữa chứ. Rồi, đây. Ủa? Ngọc thịt. Ngon. Em nghĩ nhà chắc phải 15 chén. Có đâu. Không phải. Ngô hấp rất là ngọt. Cái bọt cái nồi đó đúng không? Cả lên liên tục. Nên mưa xe lạnh lắm. Trời nắng nhưng vẫn có mưa nè. Đà Lạt mà. Đà Lạt hay có những cơn mưa bất chợt. Không ăn nữa không? Dạ. Em chắc để bụng quá chị. Em ăn như đây rồi cái lát chị ăn xong thử thách lớn. Em thử thách lớn quá. Em sẽ ăn thêm 2 viên nha. Đó. Đó là dễ sạch quá. Cay quá. Dạ. Kem. Nhiều lắm, kem bơ, bánh tráng nướng, yeah. Hộp gà nướng. Bánh mì xíu mại nhiều. Còn nhớ được hộp gà nướng luôn à. Qua tới hôm nay là em đỡ sợ rồi chị. Nhưng mà hộp gà nướng vô ăn không bị đau bụng. Cái đó ok. Tươi. Cái đó là mới. Còn mới. Mới. Nó còn cho bé thôi đi, uống đi. Như ăn thêm không Như, làm chén đi. Như kỳ này ăn được á. Chén đi không? Đi, review mà mỗi đứa hai chén mà á. Anh ơi, cho em chén lên đi. Như thăm ngàn kỳ này ăn 5 chén cơm mà, không đùi. Như đợt này đi chung nên hay bị thăm ngàn mà không biết á. Thăm mày tại lên đồ. Lên đồ. Thôi vừa rồi hôm qua đó. Dạ. Hai tô bánh nướng, một tô cháo, dạ mang không? Đúng nhớ rồi. Không? Em 5 phần thì Như cũng 3 phần rồi đó. Dạ dạ. Không đồ đâu. Nên mấy lần mà anh em no á mà Như mà thử thách mà chắc anh em chắc không? Thua liền. Thua chắc không? Thua to. Dạ. Gió thổi đảo quá. Chị Nga, chị Hoa Biến xé chân cuối cho em. Ok luôn. Xé chân cuối cho Như. Mà chị Nga là tạo nha. 45kg. Khi mà chị Nga mà về Việt Nam mới gặp em là 154kg. Anh ơi, có đây chưa anh ơi? Không, anh Linh. Em Như làm điều. Đúng rồi, lấy xe đi con.
Wow, trời này chắc lát mưa nữa quá. Nghe là giờ bước qua đầu tháng 6 rồi. Bữa nay ngày quốc tế thiếu nhi á. Dạ. Đúng rồi, 1 tháng 6. Mấy nhiều gia đình rồi, đưa con mình đi chơi nghỉ hè. Tối nay được về rồi. Mai được đi con cho. Dạ. Dạ, cho em một chén thôi nha. Dạ dạ. Với hai chén thêm nữa đi. Dạ, thêm hai chén luôn. Mình bị view cái kiểu mà ăn no luôn hả nhờ? Đúng rồi không? Thì view kỳ cục quá à. Tại sao vậy? Đang ngon. Đổi thêm chén nha. Đang ngon nè. Không mà, hết này luôn. Hết luôn. Còn hai bánh mì không? Có. Mấy ổ? Cho em một ổ bánh mì nữa anh trai. Anh trai. Anh trai. Những lần ăn 5 bánh mì đó. Trời ơi. Giang xương. Giang xương xương mà em thử hết luôn á chị nghe. Nước ở đây rất là ngon. Làm vô làm bởi không? Ừ. Xem một bánh mì nữa nha anh trai. Dạ em cảm ơn. Nóng hổi. Nóng. Giòn, hơi ấm ấm thôi. Giòn lắm. Nó nóng ai dám cầm. Ta tưởng cầm hàng nóng nữa khổ. Tổng thiệt hại của ngoài review. Da heo nấu trong đó luôn hả? Đúng rồi chị. Nấu da heo trọng cái lá hồi nó quéo quắn. Nè giống này nè. Xoăn nè. Ôi xoăn. Ôi. Có trang hết được. Ừ. Dạ không? Trang không da. À đúng rồi. Điểm nhấn à. Đây ba chén nữa anh ơi. Trời mưa phùn đã quá. Thế hả? Đặc sản ở đây luôn, quán này là cái gì không? Gọi thêm. Gọi thêm. Món gọi thêm. Bánh mì xíu này ở đây. Sao em biết quán này nhỉ? Dân địa phương mà chỉ thì yên tâm rồi đó. Nhiều đi với người eo lên ai. À, người eo. Eo. Cái chú nào phải dẫn anh Phương lên đây và làm một chuyến thôi Như ơi. Đúng rồi. Nghe nói đi lạc như trai. Ờ. Cái gì cưới rồi khác. Có lần anh lên đây là lúc đó là con anh cai sữa nên mình phải đi, vợ anh phải đi khỏi nhà chứ không là gặp nhà nó đòi hoài. À đi hai vợ chồng thôi. Đúng rồi. Ủa mà thiếu gì để nơi đi mà phải lên tới Đà Lạt à hả? Cai sữa từ Sài Gòn tới Đà Lạt cai sữa luôn. Sẵn đi du lịch nóng mát luôn. Phải nói là đi du lịch rồi. Cảm ơn vợ mình đã sinh cho mình một thiên thần rồi này. Dạ. Với lại kiểu vợ em bé đầu đúng không? Bé đầu á. Tại vì có bé sao luôn. Rồi đúng rồi. Cái gì bé đầu sau cấp tới 2 năm nha. Lúc sau nó đến buồn đó. Tình yêu từ Đà Lạt Sài Gòn cách xa đi bộ. Đi bộ gần 2 năm tới. Cố lên. Dạ. Cố lên Như anh đang đợi Như đó. Để mình đi coi kiếm món nào. Ôi hôm nay là ngày Phật đản luôn nè. Đó, người ta sắp xếp xe bông hoa này kìa. Thầy cả nhà ơi. Dạ. Hôm nay là một clip nhà review vào sáng sớm để cho cả nhà tận hưởng đủ mọi không khí, đủ mọi khung thời gian luôn và đủ mọi món ăn ngon ở Đà Lạt. Thì cả nhà nếu mà thấy những món ăn này mà ngon cũng như là thấy chị em mình cố gắng rất là nhiều luôn
khuya thì và là tới khuya rồi edit clip đăng này kia nữa, và sáng thì phải 6:30-7 giờ là dậy để mà tiếp tục đi quay những món ăn này. Thì cả nhà ơi, đó là một sự cố gắng và sự ủng hộ từ cả nhà rất là nhiều, thì mong cả nhà ủng hộ cho kênh Funny Hùng cũng như là kênh của chị Nga Sumo để chị em mình tiếp tục hợp tác để mà cho ra những cho ra lò những clip hấp dẫn hơn nữa nha. Nóng như là bánh mì đó. À, kênh của anh đúng rồi. Đúng rồi. Kênh của anh Linh như đi nhưng mà vẫn nhắc Linh hoài luôn á, anh Linh á. Tinh thần mà đồng đội. Bữa giờ đi mấy ngày nhớ anh Lộc, nhớ anh Lộc. Nhớ mọi người. Nhớ anh Lộc. Cả nhà kéo qua kênh của anh Linh, kênh Thằng Mọc Phút. Bật comment là bật ở gì? Linh mãi đỉnh nha. Còn bây giờ thì kết thúc clip ở đây nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.